Xin kính chào quý vị, kính chào bà con nông dân. Mời quý vị và bà con nông dân theo dõi bản tin thời tiết nông vụ của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay, ngày 14 tháng 8. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ trong ngày 14 tháng 8, khu vực Bắc Bộ được dự báo ngày nhiều mây, có mưa dừa và dông, một số nơi có mưa to đến rất to, kéo dài đến chiều tối và đêm. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ khu vực Bắc Trung Bộ, ban ngày các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 35 cho đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ngày nắng, riêng từ Đà Nẵng cho đến Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi lên đến 35 đến 37 độ và trên 38 độ. Trong ngày 14 tháng 8, khu vực Nam Bộ được dự báo ngày có lúc nắng, trưa oi và nóng, chiều giao tối có mưa rào, đêm không khí oi nhẹ. Cụ thể, miền Đông Nam Bộ ngày nắng, trưa oi bức, chiều giao tối không mưa, riêng Bình Phước có mưa rào, đêm không khí hơi oi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Miền Tây Nam Bộ ngày ít mây, không khí oi nhẹ, chiều do tối có mưa rào, tập trung ở các tỉnh ven biển, đêm oi nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Trong ngày 14 tháng 8, thì khu vực tỉnh Vĩnh Long được dự báo là ngày nắng gián đoạn, trưa không khí oi nhẹ, chiều do tối một số nơi có mưa rào, đêm oi bức. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 34 độ, gió Tây Nam cấp 2. Thưa bà con nông dân, với thời tiết như hiện nay là điều kiện để bệnh trái lá gây hại trên sầu riêng. Bệnh phát sinh ở tất cả các giai đoạn phát triển của cây sầu riêng, gây hại cả trên lá già và lá non. Vết bệnh lúc đầu nhỏ, màu xanh tái thẳm nước, sau đó lan rộng ra có màu vàng nâu, cuối cùng là màu xám trắng. Khi ẩm độ cao, vết bệnh chuyển thành màu đen và mềm nhũng. Lá bị bệnh không phát triển được và co rúm lại bệnh có thể lan sang các lá bên cạnh tạo thành một ổ bệnh các lá bệnh dính lại với nhau khi gỡ ra thấy có tơ nấm màu trắng xám hoặc vàng nâu đôi khi xuất hiện các hạt nấm là những hạt tròn nhỏ màu nâu nhạt bệnh nặng làm lá bị cháy một mảng lớn và rụng sớm đôi khi cành non cũng bị bệnh quá nâu và khô dần làm chết ngọn để phòng trừ bệnh cháy lá trên sầu riêng theo trung tâm bảo vệ thực vật phía nam bà con nông dân cần thực hiện các biện pháp sau tỉa cành tạo tán cho vườn cây luôn thông thoáng để cây quan hợp tốt và giảm mất số sâu bệnh hại trong vườn bón phân hợp lý theo từng giai đoạn phát triển của cây, không bón thừa phân đạm. Tăng cường bón phân hữu cơ hoặc phân chuồng đã khoai một kết hợp với chế phẩm sinh học tri cô đẹp ma để tăng nguồn vi sinh vật có ích và cải tạo đất. Thu gom và tiêu quỷ lá bị bệnh để tránh lây lan. Khi bệnh phát sinh và áp lực bệnh cao, sử dụng các thuốc trừ nắm nằm trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam để phun phòng trừ bệnh, áp dụng nguyên tắc bốn đúng khi phun thuốc. Ngoài ra, với tình hình thời tiết như hiện nay thì bà con nông dân cần chú ý bỏ xích hại nhãn, bệnh thối trái chôm chôm, nước thân xì mũ xoài. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, bản tin thời tiết nông vụ hôm nay xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và bà con nông dân trong bản tin tiếp theo.